Xin chào tất cả các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau trong âm tiếp theo, đó là âm ch ha. Các bạn nhớ đây, chữ ch nặng, chữ ch nhẹ trong tiếng Anh đều là đọc giống nhau, đúng không nào? Ch ch ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Từ đầu tiên, trick, chữ k nha. Trick, trick. Rồi, tiếp tục. Trunk, trunk, trunk. Rồi, cái cây. Tree, y dài nha. Tree, tree. Rồi, cái xe tải. Truck, truck, truck. Rồi, tram, tram, tram. Tractor, à vẫn A bẹt này. Tractor, ok chưa? Tractor. The tractor pulls the tree. The tractor pulls. The tractor pulls the tree. Ok chưa các bạn? The tractor pulls the tree. Rồi, luyện tập cho cô ha.